Tại một thị trấn ở thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, đua thuyền rồng là hoạt động cộng đồng lớn nhất trong năm, kéo dài gần một tháng. Bởi vậy, các nhà sản xuất thuyền rồng địa phương đã phải chạy đua với thời gian trong nhiều tháng để đáp ứng nhu cầu tăng cao của người sử dụng. Chúng tôi đã nhận được khá nhiều đơn hàng trong năm nay. Những đơn đặt hàng đầu tiên đến vào tháng 2 âm lịch và tổng số đơn đặt hàng hiện tại là hơn 20 chiếc thuyền rồng. Về cơ bản, chúng tôi phải làm thêm giờ mỗi đêm. Nghề thủ công đóng thuyền rồng được coi là một di sản văn hóa với những người thợ lành nghề đa số là người lớn tuổi. Mỗi chiếc thuyền mất ít nhất một tuần để hoàn thành. Tại một xưởng đóng thuyền truyền thống khác ở một thị trấn nhỏ hơn, cơn sốt thuyền rồng năm nay đã buộc xưởng có tuổi đời hơn 50 năm phải từ chối một số đơn hàng. Năm nay nhiều đơn hàng quá, tôi nhận được 9 đơn hàng, nhiều nữa thì tôi không dám nhận thêm vì không xoay sở được. Chúng tôi đã làm việc 11 đến 12 tiếng mỗi ngày rồi, gần như không có thời gian để nghỉ ngơi vào dịp lễ hội thuyền rồng truyền thống sản xuất thuyền không phải là ngành duy nhất bùng nổ doanh số mà bên cạnh đó còn có các sản phẩm khác như đồng phục pháo và thậm chí cả các món ngon địa phương cũng được hưởng lợi góp phần vào thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhân dịp này